55 tuổi. Tức là ở đội 13 thôn Lũng Vít, xã Đồng Tâm. Và hôm nay tôi đi với tư cách, tức là đại diện cho 14 hộ dân. Và trong đó là có cả anh Nguyễn Văn Toán nữa. Hai anh em tôi đại diện cho 14 hộ dân. Cái thứ nhất tôi sẽ trình bày toàn bộ cái lý do cái đất trên mạch. Tuy rằng chúng tôi là nông dân thật, nhưng báo cáo thực sự mà nói ấy, là gia đình chúng tôi ở từ năm 1988 nhé. Và được sự ủy quyền, tức là được sự, tức là ta nói là mua bán đi, tôi mua ổng chanh, đúng không ạ? Thì báo cáo với lại, và cái giấy của ổng chanh là nó đây báo cáo là được sự đồng ý của xã Đồng Tâm. Hai con dấu luôn, mà ông lên thì kinh kinh đấy. Cái thứ hai nữa là cái đơn vị bộ đội phòng không không quân cũng cho tôi một cái giấy như thế này, chưa có tiền để hỗ trợ gia đình đi khỏi nơi sân bay. Chứ tại sao mà tôi lại muốn nói đây nó là đất sân bay, là vì sau khi tôi tiếp quản cái đất này thì mọi vấn đề là được ban quân sự, ban lãnh đạo của lữ đoàn thường xuyên xuống cấm đoán tuổi. Thứ nhất, không được làm nhà. Thứ hai, không được đào sới. Cho nên rằng là chúng tôi khẳng định rằng cái đất này là đất quốc phòng. Thế thì tại sao mà 14 hộ dân chúng tôi lại ngoan ngoãn đến mức độ như thế? Không? Trước thì cho hàng mấy tỷ, nhưng cho chỗ đi chúng tôi cũng vui. Là vì cái gì? Chúng tôi là những người am hiểu, là những người thấy rằng sống phải có quân đội bảo vệ được mình. Cho nên là thực sự ra mà nói ấy, tuy rằng ít nhiều, nhưng chúng tôi được sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, và con vẫn vui vẻ. Đấy, thực sự luôn. Đây có anh Triều triệu tập chúng tôi nhiều lần họp lắm, rồi giải thích rồi đủ kiểu. Thì bà con chúng tôi không chống đối gì cả, mà chúng tôi còn bảo vệ bắn giải phóng mặt bằng nữa. À, thì chứng tỏ rằng là rất đồng tâm chúng ta không phải là xấu, mà đây chỉ có là một bộ phận nào đó thôi. Chứ tôi nói cái nữa là cái chỗ như thế này này, sau khi chúng tôi ở trong đó là có 5 hộ dân, đầu tiên là có 5 hộ dân, 1.900 một cái giấy này là cho ra từ năm 1970 về mất, tức là trước lúc sân bay nào. Thế thì sau khi chúng tôi về đây thì xin lỗi các vị đại biểu như thế này này, thì phải xin con xin cái đầy đàn đầy đống lên rồi, cho ở không có ha. Thế thì đất bây giờ là quốc phòng chưa dùng đến. Thế thì chúng tôi tức là gì? Cải tạo để cho các con mới sống các con. Thế rồi cũng thực sự là cũng cho mấy đứa một tí để nó làm nhà làm cửa nó ở chứ. Nên nó nói bằng thật luôn. Thế cho nên vừa rồi ấy, là thấy cái tình hình ở xã Đồng Tâm rối rẹt vào. Chúng tôi nói thật là cũng mất ăn mất ngủ. Bởi vì gì? Họ chú trọng vào chúng tôi, chú yêu chú trọng chúng tôi. Thế tôi không hiểu lắm, tôi có làm gì ghét đâu, không làm gì cả. Thế thì chúng ta đề nghị báo cáo thực sự với các vị đại biểu như thế này này. Cuộc sống sinh hoạt của chúng tôi bất bình. Mà tôi nói thực sự là lãnh đạo lúc bây giờ là canh cũ đâu. Chúng tôi chiếm được điện không cho. Không cho điện. Mà 14 hộ dân chúng tôi phải tư bỏ tiền ra bắt gần 1 km đường điện để vào để mà sinh hoạt. Thế thì tại sao là huyện xã không cho, là vì lý do đây đất này không phải là đất của Đồng Tâm. Vì các ông là công nằm đất quản lý của quốc phòng. Thôi thì báo cáo thực sự mà nói thì hôm nay đây ấy, chỉ để mà nói cho nó rõ nghĩa ra, thì tôi không hỏi. Mà cái nên tôi chỉ có là cái trình bày lại về cái vấn đề 14 hộ dân, tôi thay mặt 14 hộ dân này để trình bày cái đất này tại sao chúng tôi lại không được tranh, mà chúng tôi có rất có nhiều cái quyền lợi trong đó. Nhưng mà vì an ninh quốc gia, vì
nhân dân. Cho nên là bà con chúng tôi rồi biết rồi nhờ chúng ta là vui vẻ, mà chúng tôi đang rất đủ tiền mà đã giải tỏa nhà hết rồi. Thì hôm nay thì cũng là để mà trong cái cuộc ban thanh tra chính phủ về thì thực chất là chúng tôi là mắt thấy tai nghe, còn trước kia thì cứ nhìn trên loa đài rồi trên giấy tờ, hôm nay thì nhìn ở công tất rồi. Thế thì là thế cho nên là rất tin tưởng vào đường lối của đảng. Mà cũng là sau cái cuộc này tôi cũng đề nghị với ban tra chính phủ với lại anh Trung thành phố Hà Nội thì làm sao cho xã Đồng Tâm chúng tôi cho nó ôn hòa và đưa xã Đồng Tâm chúng tôi vượt và bằng các xã bên cạnh, chứ để 5 năm nay đau khổ quá, đường xá giờ là chưa có gì cả, mà trước kia là đứng nhất các huyện mới được. Thế cũng như là các vị đại biểu nói rồi đấy, cho nên là hôm nay thì báo cáo với lại ban lãnh đạo là tôi cũng thay mặt tức là 14 người dân thì cũng có đôi lời, tức là để mà nói lên cái thực tế đó, chứ không đòi hỏi gì nữa rồi, mà cũng không tranh chấp gì nữa rồi. Thế vậy thì nếu mà tôi có các vấn đề gì mà còn sai sót mà thì đề nghị ban lãnh đạo thôi thì lượng thứ. Tôi xin cảm ơn.